Ngày 27 tháng 12 năm 2009, khi người dân Trung Quốc đang chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, một bản tin trong chương trình thời sự đã gây chấn động dư luận. Hôm nay, các nhà khảo cổ học đã phát hiện ra một lăng mộ từ thời Tào Ngụy tại An Dương, Hà Nam, Trung Quốc. Thông qua thẩm định, những nghiên cứu về tài liệu lịch sử và di sản dưới lòng đất, các nhà khảo cổ học đưa ra những phán đoán ban đầu rằng người chủ của ngôi mộ này rất có thể chính là Tào Tháo, một nhân vật rất nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc. Quá trình phát hiện ra mộ Tào Tháo phải kể từ thời điểm mùa xuân năm 2006. Đêm giao thừa năm đó, khi mọi gia đình ở Trung Quốc đang bận rộn công việc chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, người dân thôn Tây Cao Huyệt, An Phong, Hà Nam, Trung Quốc nghe thấy một tiếng nổ kỳ lạ. Năm nào cũng vậy, sau khi Tết Nguyên đán kết thúc, người dân ngôi làng nhỏ bé này lại trở về với công việc đồng áng bận rộn. Ông Từ Hoan Triều, một người dân thôn Tây Cao Huyệt, trong lúc lấy nước tưới ruộng đã phát hiện ra một việc hết sức kỳ lạ. Mảnh ruộng vốn chỉ cần một thời gian ngắn là có thể tưới hết, nhưng bây giờ phải dùng đến cả 2 ngày vẫn không tưới đầy. Dòng nước tưới vào cứ dừng lại một điểm mà mạch nước không thông về phía trước. Từ Hoan Triều đi sâu ở phía trong ruộng, cúi xuống và quan sát thật kỹ. Người ta phát hiện ra một hố sâu khoảng 1 mét. Nhìn thấy một hố to và sâu như vậy, vùng đất sụt lở ở miệng hố lại rất mới. Từ Hoan Triều liên tưởng ngay đến tiếng nổ bất thường đêm giao thừa. Anh cho rằng đó là nhóm chuyên tổ chức ăn trộm mộ dùng thuốc nổ để mở ra một lối vào mộ. Cảm nhận được đây là một việc không đơn giản, anh lập tức báo với cơ quan chức năng huyện. Ông Cố Trấn Lâm, bí thư đảng ủy xã An Phong, lập tức theo chân Từ Hoan Triều đến nơi xuất hiện những điều kỳ lạ này. Sau khi xem xét kỹ lưỡng, ông Cố Trấn Lâm cho người dân lấp đầy hố sâu kỳ lạ. Nhưng sau đó khoảng 2 đến 3 ngày, ông phát hiện ra rằng chiếc hố vừa được lấp đầy và rất chặt lại trở thành hố sâu như cũ. Không chỉ có vậy, ông còn nghe người dân trong thôn nói rằng ẩn dưới hố sâu này là một ngôi mộ cổ quy mô rất lớn. Sau nhiều ngày đêm suy nghĩ và tìm cách giải mã vùng đất bí hiểm nhưng chưa thể đưa ra một kết luận nào, ông Cố Trấn Lâm liền nghĩ tới Phan Vĩ Bẩn, đội trưởng đội khảo cổ đang tiến hành khai quật và khảo cổ tại An Phong, Hà Nam, Trung Quốc. Sau khi xem xong bức ảnh chụp hố sâu kỳ lạ trên vùng đất ruộng của người dân địa phương, Phan Vĩ Bẩn như bị lôi cuốn vào những bí ẩn dưới chiếc hố sâu đó. Anh quyết định đích thân tìm hiểu về điều kỳ lạ này. 2 ngày sau, Phan Vĩ Bẩn đích thân trèo xuống dưới hố sâu bí hiểm. Điều khiến Phan Vĩ Bẩn hết sức bất ngờ là nơi chân anh chạm tới không phải đáy của ngôi mộ, mà là một đám đất mềm, làm chân anh thụt xuống một hố sâu hơn. Anh nhanh tay nắm lấy chiếc đèn pin soi xung quanh và không khỏi ngạc nhiên khi phát hiện ra mình đang ngồi giữa một ngôi mộ cổ lớn. Anh phát hiện ra bên phải mộ có một ô cửa. Rất may ô cửa không bị bịt lại hoàn toàn mà có một khoảng trống chừng hơn 1 mét. Dùng đèn pin soi kỹ vào phía trong, anh phát hiện ra phía trong có một ô cửa khác lớn hơn. Phía trong rất tối và sâu thẳm. Phan Vĩ Bẩn gần như bò qua cửa hang sâu và dài. Khi ngẩng lên, anh phát hiện ra một cảnh vật kỳ thú hơn. Nhìn xuyên qua cổng vòm lớn là một phòng chính rất rộng. Hai bên cửa phòng đều có một ô cửa tròn. Phía trước là một ô cửa lớn hơn. Không sâu, nhưng tôi nhận ra rằng vị trí tôi đứng chính là giữa của 2 phòng chính của một ngôi mộ với quy mô rất lớn, đều có một phòng ngách nhỏ hơn. Sau khi nghe Phan Vĩ Bẩn nói về ngôi mộ lớn này vào khoảng thời Đông Hán, Cố Trấn Lâm chợt nghĩ rằng ngôi mộ này liệu có phải mộ Tào Tháo, một ngôi mộ luôn được nhắc đến một cách kỳ bí hay không? Thực ra, khi mới nhận chức bí thư xã An Phong, Cố Trấn Lâm đã nghe nói năm 1998, ông Từ Ngọc Siêu, một người dân thôn Tây Cao Huyệt, trong quá trình khai thác đất sản xuất gạch, đã phát hiện ra một mảnh vỡ của tấm bia mộ Lỗ Tiềm. Trên đó có những thông tin chỉ vị trí mộ Tào Tháo. Rất có thể mộ Tào Tháo nằm ngay trên dải đất này. Từ những dòng chữ được khắc trên bia mộ cho thấy chủ nhân của ngôi mộ này có tên là Lỗ Tiềm, đã từng làm quan tam phẩm đời Hậu Triệu. Trên tấm bia mộ được tìm thấy, phần quan trọng nhất là đoạn cuối cùng được khắc trên bia. Đoạn văn nói rõ rằng, từ phía tây cầu Cao Quyết, bước về phía tây 1.420 bước. Sau đó rẽ về hướng nam 170 bước là đến góc phía tây bắc của lăng mộ Ngụy Vũ Đế. Từ đó tiếp tục rẽ về hướng nam 43 bước, rẽ sang hướng bắc 250 bước, chính là vị trí mộ của Lỗ Tiềm. Ngụy Vũ Đế được nhắc đến trong đoạn văn khắc trên bia mộ, không phải ai khác mà chính là Tào Tháo. Trên thực tế, vị trí của mộ Tào Tháo đã sớm được nhắc đến trong lịch sử của Trung Quốc. Lúc sinh thời, Tào Tháo đã để lại Trung lệnh và Di lệnh. Năm 220, hơn một năm sau khi lập xong Trung lệnh, Tào Tháo qua đời. Trước khi mất, ông để lại Di lệnh. Sau khi ta mất, cho chôn cất gần nhà thờ của Tây Môn Báo. Trên các bức vách không vẽ tranh, không chôn cất vàng bạc châu báu kèm theo. Ngoài ra, Tào Tháo còn dặn dò con cháu chôn cất ông ở phía tây Đồng Tước Đài. Tuy nhiên, ngày nay đã không thể tìm thấy được Đồng Tước Đài nằm ở vị trí nào. Tây Môn Báo ngày nay nằm gần nơi phát hiện ra lăng mộ, liệu có phải chính là địa danh mà Tào Tháo đã nhắc tới trong Trung lệnh và Di lệnh hay không? Các nhà khảo cổ học vẫn đang trong quá trình tìm kiếm bằng chứng chứng minh điều này. Qua tìm hiểu những tài liệu sử sách đã được ghi chép từ trước tới nay, chỉ có những dòng chữ được khắc trên bia mộ Lỗ Tiềm do ông Từ Ngọc Siêu vô tình tìm được trong quá trình khai thác đất sản xuất gạch là đáng tin cậy. Đây là tài liệu được ghi chép tỉ mỉ và chính xác nhất từ trước tới nay về vị trí lăng mộ của Tào Tháo. Sau khi nhóm chuyên trộm mộ dùng thuốc nổ tạo ra một hố sâu hơn 1 mét, tình trạng ăn trộm di vật trong ngôi mộ cổ tại thôn Tây Cao Huyệt, xã An Phong, Hà Nam ngày càng mở rộng. Mặc dù ông Cố Trấn Lâm đã cử ra một đội tuần tra thường xuyên đi tại khu vực này, tuy nhiên do đây là một khu vực hẻo lánh, ít có người qua lại nên bọn trộm vẫn tận dụng được thời cơ hành động. Cố Trấn Lâm phải nhờ tới sự giúp đỡ của công an địa phương để bảo vệ, thắt chặt tình hình an ninh tại khu vực mộ cổ. Sự góp sức của công an địa phương đã đem lại một kết quả mang tính đột phá. Trong một lần giao quân tuần tra, công an địa phương bắt được một nhóm trộm của 11 thành viên. Sau khi điều tra lấy lời khai, công an đã thu hồi được một bức tranh đá đời Hán. Hoa văn được khắc trên đá là những hình thù nhân vật rất đẹp, nét khắc họa rất tinh tế. Có thể do bức tranh quá nặng, không tiện vận chuyển nên nhóm trộm đã chia bức tranh thành 3 phần tương đương nhau. Ông Vương Quốc Bình quyết định mời chuyên gia của Cục Di sản Văn hóa tỉnh Hà Nam đến giám định bức tranh đá thu hồi được từ tay bọn trộm. Sau khi nghiên cứu về bức tranh đá, chuyên gia Cục Di sản Văn hóa cho biết trong bức tranh có hình ảnh Thất Nữ Báo Thù. Thất Nữ Báo Thù là câu chuyện rất phổ biến vào thời Đông Hán. Rất nhiều người đặt câu hỏi rằng trên bức tranh đá cổ này không hề khắc chữ. Vậy tại sao các chuyên gia lại khẳng định rằng trên đó là câu chuyện Thất Nữ Báo Thù? Ở Nội Mông, mộ của Lâm Cách Nhĩ đã từng xuất hiện những hình ảnh vẽ giống như vậy. Cũng là một dòng sông, một cây cầu, vài người phụ nữ cầm kiếm và giáo ngắn. Người đứng giữa cầu là nhân vật chính bị ngã từ trên cầu xuống. Kết cấu, chủ đề, cách thể hiện đều đồng nhất. Phía trên bức tranh đó còn khắc chữ Thất Nữ Báo Thù thay cha. Cùng một đề tài như vậy cũng đã xuất hiện ở An Huy, Sơn Đông. Ở bức tranh đá này, mặc dù không có sự ghi chép về mặt ngôn ngữ, nhưng toàn bộ hình ảnh được khắc họa trên bức tranh đá này là minh chứng rõ nhất về sự tích Thất Nữ Báo Thù. Các chuyên gia đều thống nhất nhận định ngôi mộ lớn này thuộc vào thời cuối Đông Hán, và chủ nhân của ngôi mộ này có cấp bậc rất cao trong triều đình. Bên cạnh đó, các chuyên gia cũng khẳng định rằng bức tranh đá này chính là bức tranh bị đánh cắp từ chính ngôi mộ cổ này và được xếp vào di sản văn hóa hạng 2 cấp nhà nước. Sau khi nhìn thấy bức tranh đá giá trị này, ông Phan Vĩ Bẩn lo lắng, không biết có phải nhóm trộm đã gỡ bức tranh đá này từ trên tường của lăng mộ hay không. Nếu như bức tranh đá này chính là một phần trên bức tường phía trong lăng mộ, thì kết cấu của toàn bộ lăng mộ sẽ bị ảnh hưởng rất nghiêm trọng. Nếu gặp mùa mưa thì lăng mộ cổ có nguy cơ bị sụt lở. Phan Vĩ Bẩn và các chuyên gia khác lập tức quay về Cục Di sản Văn hóa tỉnh Hà Nam để báo cáo chi tiết với bà Tôn Anh Dân, Cục Phó Cục Di sản Văn hóa về những sự việc diễn ra. Được sự đồng ý của Cục trưởng, bà Tôn Anh Dân lập tức ký quyết định tiến hành công tác khai quật khẩn cấp đối với lăng mộ mới được phát hiện tại Tây Cao Huyệt, An Phong, Hà Nam, Trung Quốc. Cuối tháng 11 năm 2008, Cục Di sản Văn hóa Quốc gia Trung Quốc đã ký quyết định khai quật khẩn cấp lăng mộ thời Đông Hán. Kinh phí đã sẵn sàng, thủ tục pháp lý đã hoàn tất. Tất cả mọi người đều đang rất mong đợi kết quả của cuộc khai quật lần này, chờ ngày bức rèm bí mật của lăng mộ bí hiểm này được hé mở. Ngày 12 tháng 12 năm 2008, thôn Tây Cao Huyệt, xã An Phong, An Dương, Hà Nam chìm trong tiếng pháo nổ mở màn cho công cuộc khai quật lăng mộ thời Đông Hán. Trước khi khai quật, đội khảo cổ đã dùng dụng cụ chuyên dụng để thăm dò kỹ lưỡng nơi cần khai quật, để nắm rõ về kết cấu lăng mộ. Khảo sát cho thấy lăng mộ sâu tới 15 mét, đoạn đường dưới mộ rộng 10 mét. Điều đáng nói ở đây là xuyên suốt lăng mộ này chỉ có một con đường độc đạo. Đây là hình thức xây dựng mộ rất điển hình thời Đông Hán. Hình thức xây dựng mộ này và kiểu xây mộ hang động có mối quan hệ mật thiết với nhau. Thời Tây Hán, do quan tài được trực tiếp chôn dưới đất, nên khi hạ huyệt, thường mở ra 4 đường dưới mộ theo 4 hướng Tây, Bắc, Đông, Nam. Đến thời Đông Hán, bắt đầu xuất hiện hình thức xây dựng mộ theo kiểu hang động. Quan tài được đặt vào chính giữa của một không gian rộng. Mộ thất được thiết kế có một cửa chính, vì thế trong mộ chỉ có một mộ đạo. Ông Phan Vĩ Bẩn đã đặt ra hai phương án về công cuộc khai quật lăng mộ lớn thời Đông Hán. Phương án thứ nhất là khai quật từ trên xuống, từ đó có thể nhìn từ phía trên và bao quát được toàn bộ không gian phía trong lăng mộ. Phương án thứ hai là khai quật từ mộ đạo, bắt đầu từ cửa chính của lăng mộ, tiến sâu vào mộ thất. Chúng tôi cho rằng lăng mộ được bảo vệ khá tốt. Vì thế, đội khảo cổ đề nghị dùng biện pháp khai quật từ mộ đạo tiến vào mộ thất. Cố gắng bảo toàn nguyên vẹn mộ thất để tạo điều kiện cho người dân sau này có cơ hội tham quan. Quan trọng nhất là phải bảo lưu được những di vật bên trong lăng mộ. Có người đặt câu hỏi nghi ngờ rằng, nhìn từ bề ngoài, những vùng đất này chẳng có gì khác biệt. Vậy các nhà khảo cổ đã làm thế nào để có thể phân biệt được đâu là vùng đất thời đó, đâu là mộ đạo và đâu là vùng đất hiện tại? Trên thực tế, người xưa khi xây dựng mộ đạo đều dùng phương pháp đắp lần lượt từng lớp đất đầm chặt lên nhau. Khi lăng mộ đã được khai quật, nhìn từ phía ngoài bức tường, chúng ta có thể thấy một lớp đất nén có độ dày khoảng từ 5 đến 6 cm, rất đều và rất kỹ lưỡng. Sau khi xây dựng một nền móng mộ đạo chắc chắn, đất phía trên mộ đạo lại hoàn toàn khác. Phần đất này so với phần đất nén ở phía dưới về độ chặt chẽ và màu sắc đều có nét khác biệt rất lớn. Sau mấy tháng khai quật, lăng mộ tại Tây Cao Huyệt hiện ra ngày một rõ hơn. Lăng mộ có hướng từ Tây sang Đông, mộ đạo theo hình thác dốc. Tường hai bên mộ đạo có hình bậc thang, càng sâu vào bên trong càng hẹp. Hình thức mộ đạo này rất phổ biến trong thời thượng đẳng của thời Tây Tần, song thời Đông Hán lại rất hiếm gặp. Người chủ của ngôi mộ bí hiểm này rốt cuộc là ai? Đây là một câu hỏi lớn luôn nung nấu trong lòng những thành viên trong đội khảo cổ. Cùng với tiến độ phát triển của quá trình khai quật lăng mộ, thời gian, lượng công việc, kinh phí đã vượt quá mức dự kiến rất nhiều. Một vấn đề lớn nữa được đặt ra, đó là nếu mùa mưa tới, thì mộ phụ số 1 và số 2 đang trong quá trình khai quật đều đòi hỏi phải có mái che và kết cấu chắc chắn. Lúc này, vấn đề kinh phí được đưa lên hàng đầu trong việc bảo tồn và khai quật lăng mộ Tây Cao Huyệt. Một ngày trong quá trình khai quật, Tín Ứng Siêu, thành viên của đội khảo cổ, trong lúc đang làm sạch đáy mộ đã phát hiện ra một hố nhỏ. Miệng hố chỉ to bằng miệng bát, hố nhỏ càng ngày càng rộng ra. Khi miệng hố có thể vừa một người thì một luồng cát đột ngột sụt xuống. Mọi người nhanh chóng tránh ra một phía. Khi tình hình đã ổn hơn, mọi người tập trung lại xem chuyện gì đã xảy ra. Hình ảnh hiện ra trước mắt khiến tất cả mọi người có mặt tại hiện trường đều lặng người. Cửa chính của lăng mộ thời Đông Hán hiện ra trước mắt toàn bộ thành viên đội khảo cổ. Tuy nhiên, điều khiến đội khảo cổ tiếc nuối chính là cửa chính của lăng mộ này đã từng bị nhóm trộm mộ mở ra trước khi họ phát hiện ra sự có mặt của nó. Cửa mộ được xây dựng bởi những viên gạch thời Hán, vốn cao 1,2 mét, đến nay chỉ còn là đống đổ nát cao chưa tới 1 mét. Trời không phụ người, công cuộc khai quật cuối cùng đã bước một bước ngoặt lớn sau gần một năm vất vả với việc đào bới. Ngày 11 tháng 11 năm 2009, khi một ngày làm việc sắp kết thúc, Tân Ứng Siêu và Thượng Kim Sơn, hai thành viên của đội khảo cổ, trong lúc dọn dẹp đất trong lăng mộ đã phát hiện ra một tấm biển nhỏ bằng đá. Chiều tối khi mọi người tập trung ăn cơm mới phát hiện ra không thấy Thượng Kim Sơn đâu. Trong lúc đi tìm Thượng Kim Sơn, Tân Ứng Siêu phát hiện ra Thượng Kim Sơn đang rửa sạch tấm biển nhỏ được phát hiện ra lúc chiều. Sau khi rửa sạch đất bám trên đá, dòng chữ Ngụy Vũ Vương thường dùng dần hiện ra trên mặt đá. Ngụy Vũ Vương, cuối cùng thì chúng tôi đã tìm được ngài. Tân Ứng Siêu tay run run cầm mảnh đá và hét lên như vậy. Trong lịch sử có một vài vị cũng được gọi là Ngụy Vũ Vương. Song Ngụy Vũ Vương được khắc trên mảnh đá này chính là chỉ Tào Tháo. Tại sao Thượng Kim Sơn lại dám khẳng định điều này? Trên bia mộ của Lỗ Tiềm đã nhắc tới Ngụy Vũ Đế. Thông qua công tác nghiên cứu và khẳng định của các chuyên gia, Ngụy Vũ Đế ở đây chính là chỉ Tào Tháo. Vậy tại sao Ngụy Vũ Vương xuất hiện trên tấm biển đá vừa được phát hiện cũng là chỉ Tào Tháo? Không lẽ trong lịch sử Tào Tháo có hai tên gọi khác nhau hay sao? Sau khi Tào Tháo mất khoảng 10 tháng, Tào Phi, con của Tào Tháo, lên ngôi, dùng tên Ngụy Vũ Đế để xưng hô với cha mình. Chính vì thế, tên gọi của Tào Tháo sau này đều được chuyển thành Ngụy Vũ Đế. Tên gọi Ngụy Vũ Vương của Tào Tháo là tên gọi chuyên dùng trong thời gian sau khi Tào Tháo mất và trước khi Tào Phi lên ngôi. Lăng mộ mới được khai quật của Tào Tháo là do Tào Phi xây dựng trước khi lên ngôi. Chính vì vậy, tấm biển đá có khắc tên Ngụy Vũ Vương khai quật được trong lăng mộ rất phù hợp với hiện thực lịch sử và những tài liệu sử sách được ghi chép lại. Hơn nữa, mộ của Lỗ Tiềm được xây dựng muộn hơn mộ của Tào Tháo hơn 200 năm. Chính vì thế, nên gọi mộ Tào Tháo là lăng Ngụy Vũ Đế là rất chính xác. Phát hiện ra lăng mộ Đông Hán tại Tây Cao Huyệt chính là những chứng cứ hết sức thuyết phục về sự tồn tại của mộ Tào Tháo. Trong việc khai quật tiếp theo, các thành viên trong đội khảo cổ liên tục tìm ra được không ít cổ vật. Phần lớn di vật không có giá trị quá lớn, song những cổ vật này đủ để khẳng định chủ của lăng mộ này chính là Tào Tháo, nhân vật lịch sử nổi tiếng thời Đông Hán. Cuối tháng 12 năm 2009, toàn bộ công việc khai quật mộ đạo và mộ thất của lăng mộ thời Đông Hán được phát hiện tại thôn Tây Cao Huyệt, xã An Phong, huyện An Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, chính thức kết thúc. Đây là một lăng mộ xây dựng theo hình chữ giả, theo tiếng Hán, được xây dựng bằng những viên gạch men xanh lớn. Kết cấu bao gồm mộ đạo, mộ thất trước và sau bộ môn, hành lang và 4 phòng ngách nhỏ. Mộ đạo dài gần 40 m, rộng 10 m, độ sâu nhất đạt tới 15 m. Hai bên đường càng đi vào sâu càng hẹp dần. Mộ môn hình vòng cung, cao hơn 3 mét. Mộ thất phía trước và phía sau hình vuông, đỉnh là 4 góc nhọn, có 4 phòng ngách. Phía trong mộ thất được lát bằng đá màu xanh. Mộ thất phía bắc cao 6,4 mét, mộ thất phía sau cao 6,5 mét. Không gian phía trong căn phòng ngách rất rộng lớn, dài 3,6 mét và rộng gần 2 mét. Ngoài ra, những cổ vật được phát hiện phía trong lăng mộ rất nhiều. Phía trong lăng mộ còn xuất hiện những bức tranh bằng đá. Những cổ vật này đã góp phần rất lớn vào việc khẳng định chủ nhân của lăng mộ đồ sộ này chính là Tào Tháo. Trong bối cảnh xã hội rối ren của thời kỳ cuối thời Đông Hán, Tào Tháo đã có công thống nhất miền Bắc Trung Quốc, góp phần khôi phục lại sản xuất, xã hội có xu thế ổn định hơn, đời sống nhân dân có nhiều thay đổi. Những sản vật được phát hiện ra dưới lăng mộ của Tào Tháo đã phản ánh quan điểm về trị nước bình thiên hạ như thế nào. Trên bức tranh đá thu hồi lại được từ tay nhóm trộm mộ, có hình ảnh của người hầu, có ngựa, có xe, có cầu. Nội dung được khắc họa trên bức tranh đá được chia làm 3 phần, mỗi phần kể về một câu chuyện cụ thể. Phần trên cùng của bức tranh đá khắc 3 chữ Thủ Dương Sơn. Nội dung của tranh vẽ kể về câu chuyện của hai đứa trẻ, con của cô Trúc Quân là Bá Di và Thúc Tề nhường nhịn nhau ngôi vị hoàng đế. Do không nhẫn nhịn chịu đựng được nỗi đau mất nước, đã trốn chạy tới Thủ Dương Sơn. Phần giữa của bức tranh đá khắc họa câu chuyện về Khởi Lương, một thầy thuốc nước Tề trung thành với quốc gia thời kỳ Xuân Thu. Vua nước Tề bị thương trong khi tham chiến với Cử Quốc. Trên đường rút binh về, Khởi Lương tình cờ gặp mặt quốc vương Cử Quốc. Quốc vương Cử Quốc đã đưa cho ông rất nhiều vàng, hy vọng rằng ông sẽ cứu mạng cho Cử Quốc. Tuy nhiên Khởi Lương từ chối, sau đó Khởi Lương đã hy sinh trong một trận chiến với Cử Quốc. Nội dung của hai câu chuyện này nói lên điều gì? Cả hai câu chuyện đều chứng minh một điều rằng quan điểm của nhà Nho về chữ trung rất phổ biến ở thời Đông Hán. Trung ở đây chính là trung thành với đất nước. Bá Di và Thúc Tề chính do trung thành với đất nước và chịu chết đói. Phần cuối cùng của bức tranh đá kể về câu chuyện của 7 vị nghĩa nữ báo thù thay cha. Thất Nữ Báo Thù là câu chuyện chân thực kể về ân oán giữa quan và dân thời Đông Hán. Câu chuyện Thất Nữ Báo Thù sau đó đã lưu hành rộng rãi trong thời Đông Hán. Dưới những lăng mộ thời Đông Hán của Hollinger thuộc Nội Mông hay ở An Huy, Sơn Đông cũng xuất hiện những bức tranh đá cùng chung một đề tài giống như vậy. Các chuyên gia khảo cổ cho rằng bức tranh đá được phát hiện dưới mộ Tào Tháo ngoài thể hiện những quan điểm của văn hóa nhà Nho về trung và hiếu, còn có dụng ý trừng trị tội ác của quan địa phương thời đó. Một khối lượng lớn những mảnh vỡ của tranh đá được hiện ra dưới mộ Tào Tháo. Nội dung của tranh rất phong phú, bao gồm các hoạt động sản xuất, câu chuyện lịch sử, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, chuyển động của xe cộ. Nét khắc họa hết sức tỉ mỉ, có phong cách lãng mạn bay bổng của thời Đông Hán. Đội khảo cổ bắt đầu công việc lắp ghép các mảnh vỡ tranh đá. Sau khi đã khôi phục hoàn chỉnh bức tranh đá như lúc ban đầu, thì một thông tin lịch sử đã được bật mí từ những hình ảnh được khắc họa trong tranh. Mảnh vỡ của bức tranh đá này khắc họa hình ảnh con rồng. Thời Hán chỉ có mộ của vương hầu nhất cấp mới có thể có được bức tranh khắc họa hình ảnh rồng. Đây là bức họa tiền ngũ thù trong tiền thất của mộ Tào Tháo. Đội khảo cổ khai quật được 3 đồng tiền ngũ thù. Điều này cung cấp thêm chứng cứ để đoán định về niên đại của lăng mộ. Thêm một chứng cứ nữa chính là sự xuất hiện của sản vật mang tính điển hình, đó là tiền ngũ thù. Tuy nhiên, tiền ngũ thù của thời Đông Hán và Tây Hán vẫn có sự khác biệt. Sự khác biệt chính là cách viết của hai chữ ngũ và thù. Từ cấu tạo về mặt chữ viết, từ sự khác biệt về thể tích của đồng tiền, chúng ta có thể nhận thấy đây chính là vật chôn theo người mất thời Đông Hán. Trên những bức tranh đá có rất nhiều phần khắc họa về hình ảnh ngựa, bởi vì thời đại lúc bấy giờ ngựa có vị trí rất quan trọng trong quân sự và xã hội. Những bức tranh đá được khai quật dưới lăng mộ của Tào Tháo khiến cho con người thời hiện đại có thể tiếp cận một cách rõ ràng hơn về cuộc sống thực tế lúc bấy giờ của Tào Tháo. Trong hành lang giữa tiền thất và hậu thất, thành viên trong nhóm khảo cổ đã khai quật được khối lượng lớn đồ gốm sứ. Những đồ gốm sứ này có bề mặt thô ráp, phần lớn đều là những vật dụng được sử dụng hàng ngày, có những nét đặc trưng điển hình thời Đông Hán. Đây là bếp lò được sử dụng phổ biến thời Đông Hán, vận dụng phương thức mô phỏng những vật dụng đồ đồng. Từ thời Lưỡng Hán đến thời Ngụy Tần, sự biến đổi lớn nhất của những vật dụng chôn cất theo người mất chính là những đồ vật được làm mô phỏng theo vật dụng bằng đồng đã được lưu hành rộng rãi. Đây là chiếc lư, hình chiếc nồi thời đó, có 3 chân, chân hình móng chân của động vật, tai hình chữ phẩm. Từ những vật được chôn cất theo người mất dưới lăng mộ của Tào Tháo, có thể nhận thấy một sự đối lập rất rõ ràng, đó chính là đối với tầng lớp thượng lưu thời đó đã bắt đầu sử dụng những vật phẩm đồ gốm màu để chôn cất cùng người mất. Tuy nhiên, đồ gốm sứ được khai quật từ mộ Tào Tháo đều là những đồ gốm rất thô sơ, kích thước nhỏ bé, rất đơn giản. Khi kể về người cha của mình, Tào Thực đã viết trong tập Lỗi Văn như sau. Tào Tháo thực hiện nghiêm khắc để giản tiện hóa thủ tục mai táng. Những đồ vật chôn cất theo lúc mất hết sức đơn giản mà chủ yếu là đồ gốm. Những sản vật được khai quật dưới lăng mộ Tào Tháo rất khớp với những ghi chép trong lịch sử. Dưới mộ của Tào Tháo khai quật được 3 chiếc bếp gốm, có những hình dáng khác nhau. Rõ ràng, 3 chiếc bếp tương ứng với 3 người chủ của ngôi mộ. Chuyên gia khảo cổ phát hiện ra rằng bếp gốm được khai quật dưới mộ Tào Tháo thể hiện quan điểm tiết kiệm năng lượng. Cách tiêu hao lửa của loại bếp này có tác dụng rất tốt trong việc tiết kiệm năng lượng. Đây chính là hình dáng 2 kiềng đặt nối liền nhau của bếp gốm này. Tác dụng giữ nhiệt của bếp rất tốt. Phía sau bức tường nhỏ chắn lửa của bếp có một ống khói. Phía trên ống khói có một chiếc nắp đậy hờ. Như vậy, có thể hạn chế được sự lan tỏa khói trong phòng. Đây là hình tượng chiếc giếng được làm bằng gốm. Có thể hình dung ra hình dáng của chiếc giếng trước khi bị vỡ. Bên này còn có một chân nữa. Phía trên hơi cong cong. Từ hình dáng của chiếc giếng này, có thể thấy đời sống của người xưa cũng rất cầu kỳ. Đào giếng thì phía trên phải xây một mái đình nhỏ, có tác dụng bảo vệ. Chúng ta có thể thấy mái tre giống như mái đình. Mái đình nhỏ này không chỉ có tác dụng che chắn cho người lấy nước ở giếng, mà còn có tác dụng bảo vệ giếng, không để nước mưa rơi xuống giếng. Vì nếu để nước mưa rơi xuống giếng, sẽ làm ô nhiễm nguồn nước. Chính vì vậy, họ xây dựng một hành lang bao quanh khá cao để bảo vệ. Sau đó phía trên xây dựng một mái tre để tránh nước mưa. Nguồn nước này rất sạch và trong lành. Từ những sản vật đồ gốm được khai quật dưới mộ Tào Tháo, phản ánh đời sống chân thực thời đó, có thể thấy thời Hán có một thời kỳ dài rất phồn thịnh. Mặc dù thời kỳ cuối Đông Hán, xã hội bất ổn, kinh tế ảm đạm. Tuy nhiên, ta vẫn nhận thấy rõ rằng con người luôn theo đuổi cuộc sống an nhàn thư thái. Lăng mộ Tào Tháo nằm ở phía tây thôn Tây Cao Huyệt, trở nên hết sức lạ lẫm đối với người dân thôn Tây Cao Huyệt. Trước đó một năm, người dân nơi đây vẫn cày cấy trên mảnh ruộng này. Mộ đạo của lăng mộ Tào Tháo dài 40 mét, có hình thác dốc, xuất hiện rất rõ phía ngoài mộ thất. Khai quật mộ đạo cũng chính là phần việc khó khăn nhất trong quá trình khai quật lăng mộ Tào Tháo. Để bảo vệ mộ đạo, đội khảo cổ đã cho gia cố thêm giá chống đỡ phía nền mộ đạo và mộ môn. Xây dựng cầu thang gỗ để thuận tiện cho việc di chuyển phía ngách mộ đạo. Phía trên mộ đạo che lên một lớp ni lông mỏng nhằm ngăn ngừa sự cố đổ vách tường chính giữa mộ đạo. Đây là những dấu tích để lại sau quá trình xây dựng mộ. Mộ đạo phía ngoài cửa chính của lăng mộ có vết tích để lại của cột trụ đã bị mục nát. Từ những dấu tích có thể phân biệt được đã có cột gỗ được dựng tại đây. Tại cửa ngách này cũng vậy, cửa của phòng ngách được xây dựng bằng 2 lớp gạch. Cách lắp ghép từ bằng phẳng hướng ra ngoài. Còn ở đây gạch được xếp dọc, phương thức không giống nhau, cửa này cũng vậy. Phía trên lớn, phía dưới nhỏ, kết cấu hết sức vững chắc. Lăng mộ không có phần lấp đất phía trên, được chôn chặt dưới đất sâu 15 mét. Mộ môn được bịt kín bằng gạch. 3 lớp gạch bịt cửa được sắp xếp theo phương thức gạch xếp dọc rồi tới gạch xếp ngang, cách sắp xếp theo hình chữ nhân. 3 bức tường chặn cửa mộ dày khoảng 1,2 mét. Ngoài ra còn có cửa đá vững chắc. Những phương pháp chống trộm như vậy có thể nói là hết sức nghiêm ngặt. Khe giữa của cửa chính lăng mộ với cửa phòng ngách trong mộ có tàn tích của gỗ. Chuyên viên khảo cổ phán đoán rằng phía trong khe cửa đá sẽ có khung cửa. Cửa mộ có thể là bằng đá, khung cửa có thể là bằng gỗ. Phía ngoại mộ đạo được xây bằng gạch phổ thông loại nhỏ, có vân dạng thừng. Trong số gạch được sắp xếp theo thứ tự của bức tường lăng mộ, toàn bộ mộ thất sử dụng 4 loại gạch lớn đặc biệt. Giữa các viên gạch dùng hồ màu trắng ghi, liên kết với nhau. Những viên gạch này kích thước khá lớn, được làm rất cẩn thận. Xung quanh mộ thất và phía trong mộ thất chưa từng xuất hiện một viên gạch nào thừa. Điều này chứng tỏ rằng trước khi xây dựng lăng mộ đã có những bản thiết kế hết sức chi tiết. Gạch để xây dựng mộ lại thông qua quá trình nung gạch đặc biệt hết sức quý báu. Gạch này được nung theo cách thức đặc biệt, hình dạng của gạch là hình chữ khiết, một mặt to, một mặt nhỏ. Những viên gạch được thiết kế như vậy vừa hữu dụng vừa chắc chắn, rất phù hợp với nguyên lý khoa học. Phía trên được xây bằng những viên gạch to dài khoảng 48 cm, dày chừng hơn 10 cm. Vì vậy, viên gạch này nhìn rất đồ sộ. Các viên gạch được sắp xếp so le, viên nọ gối lên viên kia, tạo thành sự nối kết hết sức vững chắc. Sau đó lăng mộ được quét vôi. Tuy nhiên phần lớn đã bị bong hết lớp vôi bên ngoài, lộ rõ phần gạch bên trong. Hai buồng phụ của cửa phía bắc mộ thất không được quét vôi, hiện rõ các lớp gạch. Chuyên gia khảo cổ cho rằng đây có thể là nguyên nhân là do thời gian thi công lúc đó quá hạn hẹp. Chuyên gia khảo cổ phát hiện ra rằng hai bên cửa của mộ thất vẫn lưu lại những dấu tích của lửa khi hạ huyệt để lại. Trong tiền thất và hậu thất của lăng mộ, các nhà khảo cổ phát hiện ra trên tường lăng mộ có 4 lớp đinh sắt. Những chiếc đinh sắt này có hình dạng không giống nhau. Đinh sắt trên tường của hậu thất lăng mộ có hình móc câu. Của tiền thất chủ yếu là đinh hình tròn. Khoảng cách giữa các đinh khá tương đồng. Chuyên gia cho rằng các loại đinh khác nhau có tác dụng khác nhau. Đinh tròn có thể dùng để treo những vật dụng được chôn cất theo người mất. Ở tiền thất của lăng mộ, khai quật được những mảnh bia đá khắc chữ Ngụy Vũ Vương thường xuyên sử dụng. Chuyên gia khảo cổ cho rằng những binh khí được khắc trên bia đá có khả năng chính là những đồ vật được treo trên những chiếc đinh hình tròn đóng trên tường của tiền thất. Trên 4 đường thông giữa tiền thất, hậu thất và phòng ngách của lăng mộ đều có dấu tích của trục cửa và khung cửa. Chuyên gia khảo cổ cho rằng những mảnh đá được sắp xếp hỗn độn ở tiền thất của lăng mộ có liên quan đến cửa của phòng ngách lăng mộ. Độ dày gần 20 cm gần như trùng khớp với khung cửa của phòng ngách. Chính vì vậy, đây rất có thể là đá dùng để lấp cửa. Ở vị trí này chúng tôi phát hiện ra viên gạch này được lưu giữ khá hoàn chỉnh. Độ thô ráp của mặt này cùng với những mảnh đá được lát trên sàn rất giống nhau. Bề mặt sàn của lăng mộ được lát bằng phẳng theo quy luật so le, hết sức chắc chắn. Tiền thất của lăng mộ rải rác những mảnh đá. Đây chính là những mảng đá lát sàn bị nhóm trộm mộ cậy lên. Những mảng đá lát sàn của lăng mộ không giống hoàn toàn. Có mảng đá lát sàn còn có những đường nét vẽ khắc họa. Hai phòng ngách của phía bắc và phía nam hậu thất của lăng mộ còn có dấu tích của đường vành phía ngoài quan tài. Trong một trong hai phòng ngách đó, đoàn khảo cổ phát hiện ra một vật dụng điển hình của thời Đông Hán. Vật dụng này dùng để treo màn tre. Trong quá trình dọn sạch phần hậu thất, phát hiện ra khối lượng lớn đinh quan tài có chiều dài 20 cm. Đinh rất dài, điều này chứng tỏ rằng quan tài bằng gỗ rất dày. Tại phòng ngách phát hiện ra hai quan tài dùng cho nữ giới, chiếc quan tài này hơi mỏng và ngắn. Chính tại nơi phát hiện ra nhiều đinh đóng quan tài tại hậu thất, cũng phát hiện ra khối lượng lớn những mảnh tranh đá vỡ. Những mảnh tranh đá này dày hai mặt, đều có nét vẽ, ngoài ra còn có ngói bằng đá. Trên sàn của hậu thất, chuyên gia khảo cổ phát hiện ra 6 dấu ấn hình tròn theo quy luật phân bố đối xứng. Căn cứ vào dấu ấn trên sàn gạch lát, chuyên gia khảo cổ phân tích rằng phía ngoài quan tài gỗ của Tào Tháo có thể sẽ có một lớp quan tài bằng đá bao bọc. Trên bề mặt đá có dấu ấn, mảng đá rất dày, mặc dù đã trải qua 1.800 năm mà dấu ấn vẫn còn rất rõ. Điều đó chứng tỏ rằng vật này rất nặng. Vì thế sức nặng của nó rất lớn. Sự xuất hiện trùng hợp của rất nhiều mảnh đá vỡ, chuyên gia khảo cổ lập tức nghĩ tới đây chính là những mảnh đá vỡ của chiếc quan tài bằng đá. Chính vì vậy, trong lăng mộ này nhất định có quan tài bằng đá. Hay nói cách khác, quan tài của Tào Tháo đã từng được đặt trong căn phòng bằng đá này. Sau này, nhóm trộm mộ đập vỡ lớp đá bao bọc bên ngoài của quan tài Tào Tháo. Điều khiến cho đội khảo cổ hết sức ngạc nhiên là những bức tranh đá được phát hiện dưới lăng mộ đều có độ dày khoảng hơn 10 cm, có độ cứng bất thường. Tuy nhiên, những bức tranh đá này bị tổn thất nghiêm trọng, không giống với hành động của nhóm trộm mộ. Điều không may gì đã xảy ra dưới lăng mộ của Tào Tháo, khiến cho những bức tranh đá dưới lăng mộ bị tàn phá nặng nề như vậy. Tháng 1 năm 249, một đội quân từ Nam Môn thành Lạc Dương tiến về hướng Manh Sơn. Đội quân này chính là anh em Tào Sáng, hậu duệ của Tào Tháo. Đội quân tháp tùng Ngụy Thiếu Đế đi tảo mộ Ngụy Minh Đế. Ngay khi hoàng đế và những người cầm quyền của gia tộc họ Tào đều đi xa khỏi thành Lạc Dương, Tư Mã Ý, cựu thần của Tào Tháo, lợi dụng thời cơ phát động binh biến, sau đó mưu phản, hại chết Tào Sáng. Đây chính là cuộc binh biến Cao Bình Lăng trong lịch sử Trung Quốc. Vì vậy, quyền lực của Tào Ngụy bị rơi vào tay họ tộc Tư Mã. Các nhà sử học Trung Quốc phán đoán rằng đối thủ lớn nhất của chính quyền Tào Ngụy chính là gia tộc Tư Mã Ý. Người tàn phá lăng mộ rất có thể liên quan tới việc cướp quyền của dòng họ Tư Mã Ý. Người có thù hận với Tào Tháo mới có dã tâm phá hoại lăng mộ của ông. Nhìn từ góc độ lịch sử, chúng ta chỉ có thể phán đoán rằng có khả năng là người thời Tây Tần. Ông Lưu Khánh Trụ, nguyên chủ nhiệm Viện Nghiên cứu Khảo cổ, Học viện Khoa học Xã hội Trung Quốc cho rằng những bức tranh đá này có thể là mảnh vỡ của lớp quan tài đá bên ngoài quan tài của Tào Tháo. Điều này chứng tỏ rằng lăng mộ Tào Tháo bị tàn phá không phải do nhóm trộm mộ gây ra, mà rất có thể là hành động phá hoại mộ mang tính chất báo thù. Ông Lưu Khánh Trụ tập trung chú ý tới 59 mảnh đá được khai quật trong mộ Tào Tháo. Toàn bộ những miếng bia khắc 3 chữ Ngụy Vũ Vương đều bị vỡ. Những miếng khác không khắc 3 chữ này đều còn nguyên vẹn. Ngoài ra trong mộ còn có di cốt của một nữ 3 nam, trong đó phần sọ đều chỉ còn sót lại phần xương cằm. Phần mũi và mặt của di cốt nam đều bị đập vỡ. Lưu Khánh Trụ từ những tiểu tiết này đã phán đoán rằng mộ thất của Tào Tháo bị phá hoại là do sự báo thù mang tính chất chính trị. Trong hậu thất của lăng mộ Tào Tháo có một lỗ hổng được phát hiện ngay khi ban đầu khai quật mộ. Chuyên gia cho rằng người phá hoại mộ có khả năng xâm nhập vào lăng mộ từ chính lỗ hổng này. Trước khi người phá hoại ngôi mộ này thâm nhập vào bên trong, ngôi mộ thời Đông Hán hoàn hảo, không có vết tích gì này đã đánh dấu quyền lực và ý chí của vị hoàng đế này. Đây là hình ảnh 3D phục dựng lại về hình ảnh lăng mộ của Tào Tháo. Đây là đường mộ đạo dài 40 mét, thể hiện rõ sự tôn nghiêm của vương quyền. Đi qua mộ môn tiến vào tiền thất, ở đây cất giữ những vật trang trí như binh khí hay xe pháo. Đây là hậu thất của lăng mộ, cũng là trung tâm quan trọng trong lăng mộ của Ngụy Vũ Vương Tào Tháo. Quan tài của Tào Tháo được cất giữ tại đây gần 1.800 năm. Hai phòng ngách thuộc hậu thất, di cốt của 2 người phụ nữ khỏe mạnh đã hóa thành tro bụi tại đây. Lăng mộ đồ sộ có hình cắt theo hình chữ giáp. Khối lượng công việc thi công rất lớn. Khi thi công, trước tiên phải đào mộ đạo, vận chuyển đất đào từ mộ đạo chuyển ra ngoài, sau đó tiếp tục đào đường khung của mộ, cuối cùng dùng gạch để ghép thành mộ thất. Sau thời Nam Tống, Tào Tháo trở thành gian hùng trong mắt người đời. Mộ Tào Tháo cũng trở thành một điều huyền bí. Dân gian lưu truyền rằng Tào Tháo cho người xây dựng 72 ngôi mộ với mục đích không cho người đời biết ngôi mộ thật của mình được xây cất ở đâu. Điều này rất phù hợp với tính cách thâm độc của Tào Tháo. Tào Tháo ghi chép trong tập Trung Lệnh, tất cả những quan thần có công lớn trong triều đều được chôn cất cùng quần thể mộ. Điều này chứng tỏ rằng lăng mộ của Tào Tháo không phải đơn độc mà là trung tâm của một quần thể mộ có quy mô rộng lớn, có bá quan văn võ được chôn cất cùng. Theo tài liệu lịch sử ghi chép lại, theo nghi lễ đời Hán, lăng mộ của Tào Tháo bắt đầu xây dựng điện thờ. Năm 222, Tào Phi, Ngụy Văn Đế tuyên bố chiếu thư hủy điện thờ Cao Lăng, phá hủy phần kiến trúc được xây dựng nổi trên bề mặt đất của lăng mộ Tào Tháo. Điều này càng khiến cho lăng mộ Tào Tháo giống với các ngôi mộ bình thường khác, mất đi đặc điểm mang tính chất biểu tượng. Cùng với dòng thời gian, mộ Tào Tháo bị lấp dần dưới lòng đất. Tào Tháo là nhà chính trị, quân sự kiệt xuất cuối thời Đông Hán trong lịch sử Trung Quốc. Bí ẩn mộ của Tào Tháo vẫn luôn là đề tài lôi cuốn các nhà khảo cổ học. Việc phát hiện ra lăng mộ Tào Tháo tại An Dương, Hà Nam lại một lần nữa lật lại một loạt những câu hỏi bí hiểm xung quanh vị trí của mộ Tào Tháo. Một vài câu hỏi đã có được những lời giải ban đầu, song những câu hỏi mới lại tiếp tục được đặt ra. Theo Tam Quốc Chí, phu nhân của Tào Tháo mang họ Biện. Vậy hai di cốt được phát hiện ra trong cao lăng này có ai là người họ Biện hay không? Chủ nhân của mộ thất ngay sát lăng mộ chính của Tào Tháo có thể là ai? Một loạt các câu hỏi chưa có lời đáp đang chờ đợi kết quả khảo cổ từ phía các chuyên gia.